Xin chào tất cả cô bác anh chị và các bạn. Nội dung video hôm nay thì em sẽ lưu ý cho cô bác anh chị chúng ta một số lưu ý khi chúng ta sử dụng thuốc để phun phòng bệnh cho cây hoa hồng vào cái thời điểm mà nắng nóng. Hiện nay ở miền Nam ấy thì cô bác anh chị chúng ta đang trải qua một cái thời kỳ gọi là nắng nóng và nắng rát cô bác anh chị. Vì vậy là rất nhiều cô bác anh chị chúng ta sau khi phun thuốc cho cây hoa thì nó bị cháy lá, nó rụng lá và nó bị xoăn các ngọn non cô bác anh chị nhé. Vậy thì đầu tiên ấy là khi chúng ta phun thuốc cho cây hoa hồng vào cái thời tiết nắng nóng ấy, thì các anh chị phải biết là khi chúng ta phun thuốc phòng bệnh nhé, em nói về phòng bệnh, khi chúng ta phun thuốc phòng bệnh ấy, tức là cái cây chúng ta nó khỏe mạnh, vì vậy là chúng ta không cần nhất thiết chúng ta cần phải sử dụng với một cái liều lượng quá cao. Cô anh chị hãy sử dụng với những cái liều thấp hơn so với nhà sản xuất khoảng 75% công suất thôi. Tức là khi cây nó khỏe mạnh rồi, bản chất là nó đã có cái sức đề kháng của nó rồi. Vì vậy bây giờ chúng ta phun cho nó để cho nó hấp thụ thêm vào, nó hỗ trợ cái cây đó để nó chống bệnh thôi. Đấy, chứ không nhất thiết chúng ta phải phun với một cái liều cao. Khi trị bệnh thì chúng ta cần phải phun đúng liều. Nhưng mà khi phòng bệnh thì có thể thiếu một ít cũng không sao các anh chị nhé. Bởi vì cây chúng ta nó chưa bị bệnh. Đấy. Vì vậy là các anh chị phải lưu ý là thời tiết nắng nóng hay là các anh chị phải phun với liều thấp. Đấy là cái lưu ý thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai là gì? Là cái thời tiết nắng nóng là cây chúng ta nó bị thiếu nước. Thường là cây chúng ta nó sẽ bị thiếu rất nhiều nước các anh chị nhé. Vì vậy là trước khi phun ấy là các anh chị cần phải tưới nước trước cho cây, tưới cả lên lá này, các anh chị nhé, và cả dưới gốc. Nhiều các anh chị chúng ta sai lầm ở chỗ là khi mà thời tiết nắng nóng như vậy mà cây của chúng ta nó đang, đất của chúng ta nó đang khô, đang bị thiếu nước mà các anh chị chúng ta lại đi phun thuốc trên lá này ấy, thì kể cả lá già hay lá non ngày mai nó sẽ cháy các anh chị. Bởi vì tất cả các loại thuốc bây giờ hiện nay phần lớn là nó có cái tác dụng lội hấp thu, tức là nó phải được lưu dẫn vào bên trong các bác chị nhé. Vì vậy là muốn dẫn nó vào bên trong thì cây phải có nước thì nó mới dẫn được. Vì vậy nếu các anh chị mà không tưới nước cho cây ấy, hoặc là cây nó thiếu nước ấy, mà các anh chị lại đi phun thuốc ấy, thì các loại thuốc đó nó sẽ nằm ở trên lá này, nó nằm ở các lỗ khí khổng, nó không đi vào bên trong được cây. Đấy, vì vậy là khi mà gặp nắng cái nào nó cháy lá. Đấy, nó phản ứng hóa học xảy ra nào nó sẽ cháy lá các anh chị nhé. Lên cái lưu ý quan trọng cho các anh chị là thời tiết nắng nóng nhá, là trước khi phun là các anh chị cần phải tưới nước cho cây, tưới đậm nước cho cây để cây ngậm đủ nước các anh chị mới được phun thuốc. Tức là tưới nước xong khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ sau các anh chị mới được phun thuốc. Và khi phun thuốc thì dù thời tiết nắng nóng hay thời tiết mát, cô anh chị lên phun vào buổi chiều mát. Nhà sản xuất thì họ cũng khuyến cáo là phun vào buổi sáng sớm, nhưng mà buổi sáng sớm nó cực kỳ nguy hiểm, bởi vì là phun xong đó buổi trưa 12 giờ là nó gặp nắng là nó cháy các anh chị. Nhưng mà chúng ta phun vào buổi chiều mát, lúc tắt nắng ấy, thì cây nó sẽ qua được một cái đêm và qua được một cái sáng nữa. Đấy, thì nó sẽ hấp thụ được vào bên trong, sau đó các anh chị gì tưới lại nước cho cây thì nó sẽ không bị cháy lá các anh chị nhé. Sau khi mà phun thuốc xong ấy, buổi chiều tối các anh chị phun thuốc xong thì buổi sáng mai các anh chị có thể phun trên lá, tưới nước trên lá. Cái việc tưới nước trên lá này thực tế ra các anh chị không rửa được lá đâu. Bản chất là gì? Là khi chúng ta tưới nước trên lá là các lỗ khí khổng nó sẽ mở ra và cây nó sẽ lấy lốt cái lượng thuốc còn lại vào bên trong thân. Đấy, chứ không phải là chúng ta rửa được lá đâu. Bởi vì các loại thuốc nó đã có tính lội hấp thu, nó đều có chất bám dính, các anh chị rửa cũng không được bao nhiêu đâu. Mà căn bản là gì? Nó sẽ hấp thụ qua lỗ khí khổng nó vào bên trong các anh chị nhé. Đấy, vì vậy là vào buổi sáng phun vào chiều mát thì sáng các anh chị dậy, các anh chị sẽ tưới thêm nước cho cây, tưới lên lá để cho tất cả những cái loại thuốc nào mà nó còn bám lại ở trên mặt lá nó sẽ đi lốt vào bên trong. Đấy, còn cái loại thừa thì nó sẽ chảy lốt ra ngoài, thế là cây chúng ta nó gì, nó không bị cháy. Và khi tưới vào buổi sáng như vậy thì cây nó ngậm đủ nước rồi thì 12 giờ trưa nó sẽ không bị mất nước thì cây chúng ta nó sẽ không bị cháy lá. Đấy là cái lưu ý cho các anh chị khi các anh chị chúng ta phun thuốc ở cái thời tiết nó bị nắng nóng các anh chị nhé. Cái lưu ý thứ ba nữa là gì? Các anh chị lưu ý là các anh chị phải biết được là chọn đúng loại thuốc. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho các anh chị cái bộ thuốc của em. Rất nhiều các anh chị đã dùng rồi đúng không ạ? Các anh chị muốn mua thì các anh chị có thể liên hệ với em qua cái số Zalo trên màn hình ấy. Em sẽ hỗ trợ cho các anh chị. Đây là cái bộ thuốc của các anh chị nhé. Cái bộ thuốc của em thì gồm một gói Mancoz này, trị lấm này, một cái lọ Anvin để trị lấm này, một lọ Confidor để trị dẹp và trị bọ trĩ này, một cái lọ thấm sâu để hỗ trợ cái sản phẩm phân thuốc chúng ta nó thấm sâu ở bên trong cây, một cái lọ Beet Hopper để gì, để chữa nhện và chữa dẹp này, một gói Radian để chữa bọ trĩ này, và một gói chất siêu ấy là nó chữa được tất cả các bệnh. Vậy thì vào cái thời tiết nắng nóng ấy, có anh chị lưu ý cho em là có anh chị phải xác định được thời điểm nắng nóng thì cái bệnh gì của hoa hồng nó sẽ là nhiều nhất.
Thì cái thời tiết nắng nóng ấy, cái bệnh nhiều nhất của cây hoa hồng nó chính là cái bệnh bọ trĩ. Nó chính là cái căn bệnh bọ trĩ, cái con căn bệnh mà nó làm cho thâm cái lụ và xoăn cái ngọn ấy. Thì đấy là cái căn bệnh bọ trĩ. Thì mùa cái thời tiết nắng nóng là nó gặp nhiều nhất. Còn cái bệnh dẹp này, cái bệnh nhện này thì nó có nhưng nó ít thôi. Nhưng chủ yếu là bọ trĩ. Và bên cạnh đó là lấm. Lấm thì thường là nó có hay có những cái dạng lấm như lấm đốm đen. Vì vậy là cái thời tiết nắng nóng các anh chị chỉ cần tập trung cho em hai cái này, bọ trĩ và cái bệnh lấm. Vậy thì phun phòng bọ trĩ thì các anh chị phải biết được trên hiện nay trên thị trường nó có rất nhiều loại thuốc. Thế nhưng mà em đã chia sẻ cho các anh chị một cái dòng gọi là Gradien. Đây là dòng sinh học các anh chị nhá. Nó có tác dụng phòng bọ trĩ rất mạnh, phòng và trị bọ trĩ rất mạnh. Nó có cái ký hiệu là SC. SC này là nó có cái tính mát. Tính mát thì khi chúng ta phun lên lá này nó mới không bị cháy lá. Cái lá hồng chúng ta nó mỏng. Đấy, vì vậy là khi các anh chị phun những cái dòng SC này hoặc là SL này. Đây các anh chị nhá. Đấy, SL này, ký hiệu này. Thì cái lá hoa hồng chúng ta nó ít khi nó bị cháy. Nên nhiều khi là các anh chị chúng ta không biết chọn thuốc, các anh chị cứ nghĩ là bọ trĩ là phun cái loại này. Nhưng các anh chị phải biết được thuốc nó có thuốc mát và thuốc gốc dầu nó rất nóng. Gốc dầu đây các anh chị, em lấy ví dụ như cái dòng này. Em có cái dòng Beethoven 270 EC để dùng để trị nhện các anh chị nhá. Dòng này thì nó trị nhện cực kỳ mạnh, nhưng nó lại là gốc dầu. Gốc dầu thì nó rất nóng các anh chị nhá. Nó có tác dụng là chữa bệnh dựa trên cái phương thức là tiếp xúc, tức là phun lên con nhện cái đó cái là con nhện nó sẽ chết. Cái dòng EC là cái dòng gốc dầu này phun hay bị cháy lá lắm. Nên các anh chị phải phun đúng liều lượng. Và đặc biệt những cái dòng EC này khi các anh chị phun là các anh chị phải tưới đủ nước cho cây. Chỉ cần thiếu nước thôi cái là mai cháy hết lá ngay các anh chị nhá. Vì vậy là các anh chị nào mà đã dùng những cái dòng này thì các anh chị hãy pha theo những cái khuyến cáo của em. Em dùng nhiều rồi thì em biết thì em sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta phun đúng liều thì không bao giờ nó cháy lá. Nhện em chỉ phun 1-2 lần nên là nó chết ngăn quay nhưng mà không bao giờ cây của em nó bị cháy lá. Và đặc biệt những cái dòng EC như vậy khi các anh chị phun lên cây này là khi cây nó có chồi non là các anh chị phải lé cái chồi non này ra. Chỉ phun trên lá già và lá trưởng thành thôi các anh chị nhé. Phun thuốc nguyên tắc là các anh chị đừng có phun lên chồi non. Trừ là cái bệnh lấm phân trắng. Đấy. Bởi vì là chồi non mà gặp nắng là nó hay cháy, mà chồi non của hoa hồng thì nó yếu lắm, nó không có cái gì bảo vệ nó cả. Vì vậy các anh chị phải lé cái chồi non ra, cố gắng phun một cái lá già này. Bởi vì cái lỗi hấp thu là cái lá già nó hấp thụ được chứ cái chồi non có hấp thụ được bao nhiêu đâu các anh chị. Bây giờ phun lên cái mà nó bám vào đấy cái nó cháy. Đặc biệt là cái dòng EC này nó hay cháy này. Đấy, vì vậy là khi các anh chị phun nhá, vào thời tiết nắng nóng, các anh chị phun trị bệnh thì các anh chị trong cái bộ combo này em chia sẻ cho các anh chị này. Các anh chị lên chọn cái Radian để phun, phun thường xuyên cái Radian này. Luân phiên với cái gì? Cái test siêu này. Cái test siêu này nó trị được rẹp này, đây này, các anh chị nhìn thấy không? Nó trị một đống nữa này. Bọ xít này, bọ cánh cứng này, dày dẹp này, bọ trĩ này. Các anh chị thấy chưa? Các anh chị sẽ luân phiên hai cái loại này. Các anh chị phun phòng vào cái thời tiết nắng nóng thì cây của các anh chị thứ nhất là nó không bị cháy lá. Thứ hai là nó phòng được nhiều bệnh và đặc biệt là cái bệnh bọ trĩ là cái bệnh nguy hiểm nhất ở cái thời tiết nắng nóng. Thì các anh chị sử dụng cái cặp đôi này phun cho em. Thế còn cái những cái dòng khác như dòng trị nhện này, dòng trị rẹp này và dòng trị lấm. Lấm thì vào thời tiết nắng nóng ấy thì nó thường xuất hiện những cái bệnh lấm đốm đen nên các anh chị chỉ cần gì? Phun Anvin xong này. À, các anh chị phun Anvin để gì? Để cho nó hấp thụ bên trong. Anvin là nó chữa bệnh. Thế còn Mancozeb là nó phòng bệnh các anh chị nhé. Vì vậy là các anh chị cứ phun Anvin xong các anh chị phủ Mancozeb bên ngoài, phủ một cái lớp xanh xanh ở bên ngoài mà nhà vườn nó vẫn phun ấy, đấy là cái lớp Mancozeb các anh chị. Thì cái lá của các anh chị không bao giờ nó bị gì? Bị lấm. Những cái cây này của em ấy là em ít khi phun Mancozeb lắm, em chịu khó em phun Anvin. Cái Anvin này nó hay lắm các anh chị. Cái Anvin này nó có một cái là nó trị bệnh khá hiệu quả, đặc biệt là cái bệnh phân trắng các anh chị nhé. Nhưng bên cạnh đó khi phun Anvin, các anh chị nào để ý các anh chị sẽ thấy phun Anvin ấy cái lá của chúng ta rất bóng. Các anh chị nào đã nhận ra được điều đó chưa? Phun Anvin mà trị bệnh xong ấy các anh chị nhé. Hoặc là phòng bệnh cho cây ấy, không những nó phòng được bệnh cho cây mà nó làm cho cái lá hoa hồng của chúng ta nó rất bóng. Đấy là lý do tại sao các anh chị nhìn thấy cái lá hoa hồng của em nó lại hay bóng. Bởi vì hiện nay trên thị trường nó có nhiều dòng trị lấm rất hay ở chỗ là không những nó trị được lấm mà nó còn làm cho cái lá hoa hồng chúng ta các anh chị nó rất bóng. Thì Anvin là một trong những cái dòng thuốc đó các anh chị nhé. Đấy, vì vậy là em vẫn thường xuyên em sử dụng Anvin mà Anvin bây giờ nó rất là phổ biến các anh chị. Đấy, vì nó được chứng minh là khá hiệu quả rồi, vì chúng ta dùng thôi. Em sẽ chia sẻ những cái gì mà các anh chị nó gọi là phổ biến chứ không chia sẻ những cái gọi là bản quyền các anh chị nhé. Đấy, còn đây là cái bộ combo này các anh chị này. Đấy, các anh chị nào mà muốn mua thì có thể liên hệ với em qua cái số Zalo để ủng hộ cho kênh các anh chị nhé. Thứ nhất là cũng là chúng ta duy trì cái kênh, có kinh phí để duy trì cái kênh. Từ đó em sẽ chia sẻ cho các anh chị nhiều những cái kiến thức để chăm sóc hoa.
Và đặc biệt sẽ lưu ý cho các anh chị khi các anh chị sử dụng những cái sản phẩm phân thuốc làm sao cho nó hiệu quả. Thuốc nó chỉ là những cái vị thôi, còn cái người thầy thuốc mới là cái người quyết định được cái cây này nó có thành công này. Đấy, nó có đẹp hay không là do cái người thầy thuốc. Đấy, phải biết phối thuốc, phải biết dùng liều lượng như thế nào và dùng vào thời điểm nào. Đấy, thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho các anh chị một số cái lưu ý khi các anh chị chúng ta phun thuốc phòng bệnh cho cây hoa hồng vào mùa nắng nóng để chúng ta không bị thui chồi rồi cháy lá các anh chị nhé. Video hôm nay thì em xin phép dừng lại đây thôi. Đấy, các anh chị nào muốn mua thuốc thì có thể liên hệ với em qua cái số Zalo trên màn hình nhé. Các anh chị thấy hay hữu ích thì đăng ký hộ kênh và chia sẻ cho mọi người để mọi người cũng biết. Xin chào tất cả các anh chị nhé.